theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Ngày hôm nay chúng ta được chào đón 4 nam thí sinh rất khôi ngô tuấn tú đến đây tranh giành vòng nguyệt quế của chương trình. Và ngoài ra chúng tôi cũng muốn bật mí với quý vị khán giả một chút, họ đến đây không chỉ tranh tài thông qua kiến thức mà họ đến đây còn tranh tài về âm nhạc nữa ạ. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ 4 thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Nguyễn Khánh Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Cần Thơ. Ở vị trí số 2 là bạn Võ Nguyễn Minh Chiết đến từ trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Kiết, Quảng Ngãi. Nhiệt tình lên, căng lên. Phạm Ngọc Huy đến từ trường Trung học phổ thông Yên Định 1, Thanh Hóa. Và bạn Nguyễn Tuấn Minh đến từ trường Trung học phổ thông Nhân Kỳ, Phú Thọ. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 4 chàng trai có điểm gì thú vị. Đầu tiên đó chính là Khánh Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Cần Thơ. Khánh Hoàng thì có điểm trung bình học kỳ 9,6 và sở trường là môn vật lý. Bí quyết học vật lý của bạn là gì ạ? Bí quyết học môn vật lý của em thì nó hơi khác với mọi người chút xíu. Thì em xem môn vật lý như là một bạn gái. Thì em sẽ cố gắng để có thể mà tìm hiểu và phát huy hết khả năng để chinh phục được bạn gái đó. Và như lúc nãy thì tôi có giới thiệu thì các thí sinh tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay còn đến đây để tham dự một cuộc thi nho nhỏ về âm nhạc nữa. Dạ em đến từ thành phố Cần Thơ, là một thành phố ở miền Tây sông nước, nên là em xin gửi tặng đến mọi người một đoạn ngắn bài hát về miền Tây. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Cảm ơn giọng hát của Khánh Hoàng. Và đứng ở phía bên cạnh Khánh Hoàng là Minh Chiết. Minh Chiết thì là người giành được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia vật lý, huy chương vàng môn lý kỳ thi Olympic 30 tháng 4, điểm trung bình học kỳ 9,7. Bạn cũng có sở trường là vật lý, vậy cách học của bạn có khác gì với Khánh Hoàng không? Dạ, em có thể nói là cách học của em và cách học của bạn là khác nhau một trời một vực. Thế à? Thế là lý cưa bạn à? Anh có thể nói là dạy, bởi vì em cũng khổ ngày khổ đêm để có thể là hiểu được những cái bài học môn vật lý. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu Ngọc Huy, bạn đứng ở vị trí số 3. Tôi muốn hỏi là tại sao bạn lại tên là Phạm Ngọc Huy ạ? Đây là một sự trùng hợp thôi ạ. Thế bạn thấy những người tên là Ngọc Huy là những người như thế nào? Em thì chưa tiếp xúc với các bạn Ngọc Huy khác, nhưng mà riêng anh thì em thấy anh năng động và vui tính ạ. Không, anh không hỏi gì anh đâu, anh đang hỏi cái tên chung mà. Ngoài ra thì Ngọc Huy còn là người có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Huy bây giờ chỉ cho anh chị câu là Huy rất đẹp trai bằng tiếng Nhật đi. Ây da. Ngọc Huy nhá, Ngọc Huy. Ngọc Huy nhá, Ngọc Huy. Phạm Ngọc Huy luôn. Phạm Ngọc Huy san wa handsome des. Phạm Ngọc Huy san wa handsome ne. Tuấn Minh hãy thử giới thiệu về bản thân mình cho cả ba bạn cùng biết nào. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến hai chị MC, ba bạn cùng chơi, tất cả các khán giả đang có mặt ở trong trường quay cũng như là đang xem qua đài truyền hình. Và em tên là Nguyễn Tuấn Minh, học sinh lớp 11A10 và em đến từ trường Trung học phổ thông Việt Trì, một ngôi trường với bề dày hơn 60 năm lịch sử. Tuấn Minh thì là quán quân Olympia trường giải nhất khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Ngoài ra thì bạn còn muốn trở thành một ca sĩ truyền cảm hứng tới khán giả như rapper Đen. Nếu như bạn là Đen thì bạn sẽ muốn truyền tải thông điệp gì đến với quý vị khán giả? Em muốn nói với mọi người là hãy cố gắng quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Dù nó đi đến đâu, dù nó có thành hay không thì ít nhất là các bạn đã dám theo đuổi nó và dám đam mê nó. Wow. Hay là Tuấn Minh có thể hát tặng mọi người được không ạ? Đến với chương trình ngày hôm nay thì em đã phải vượt qua rất là nhiều thứ. Và trên cái con đường đó thì đã có sự đồng hành của người mẹ của em đang ngồi trên khán đài. Và đặc biệt là hôm nay em muốn dành một bài hát đến cho mẹ của em. Đó chính là bài Ước Mơ Của Mẹ. Đây là mẹ của Tuấn Minh ở đâu ạ? Rất là xúc động và đây chắc chắn sẽ là một trong những món quà lớn nhất mà Tuấn Minh có thể dành tặng cho mẹ.
Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động. Hãy thật thoải mái nhé. Phan Huỳnh Nếu, HCL, FDI, Bông, người đang có điểm duy nhất, đúng không? Ngọc Huy. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tha cô hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn, Thaco phát triển cùng đất nước. Các thí sinh của chúng ta sẽ lần lượt trải qua 3 lượt thi khởi động với số câu hỏi là 8, 12 và 16. Bây giờ các bạn đã có vẻ rất sẵn sàng rồi, hãy đến với lượt thi khởi động đầu tiên. Cây nào thuộc nhóm cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là bông điều mía? Tuấn Minh. Bông. Đáp án là điều ạ. Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector gọi là... của vector đó. Ngọc Huy. Dạ. Chính xác. Trong các chất sau, chất nào có tính oxy hóa mạnh nhất? HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Ngọc Huy. HClO4 ạ. HClO. What animal is Doraemon, a robot from the future, based on? Ngọc Huy. Cat. Chính xác. Ánh sáng tới vùng nào trên võng mạc của mắt mà con người vẫn không cảm nhận được? Tuấn Minh. Vùng tối. Điểm mù ạ. Tác phẩm Don Quixote do nhà văn nào sáng tác? Tuấn Minh. Không biết. Đáp án là Cervantes ạ. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi, phường nào của kinh đô nước Đại Việt làm nghề nhuộm điều Yên Thái, Thụy Chương, Nghi Tàm, Hàng Đào? Đáp án là Hàng Đào. Tác dụng nào của ánh sáng có vai trò quan trọng nhất ở pin mặt trời? Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học, tác dụng quang điện, tác dụng cơ học? Tác dụng nhiệt. Tác dụng quang điện mới đúng ạ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên trong lượt thi khởi động. Và người đang có điểm duy nhất đó chính là Ngọc Huy. Vâng, đang tạm thời là người duy nhất có điểm thì cảm xúc của bạn thế nào? Bớt căng thẳng một chút ạ. Vâng, và tôi hy vọng rằng ba bạn thí sinh còn lại cũng cảm thấy bình tĩnh để đến với những câu hỏi tiếp theo. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ hai. Đây là nhân vật nào? Tuấn Minh. Mr. Bean. Chính xác. 1 km² tương đương bao nhiêu hecta? Ngọc Huy. 100. Đúng là như vậy. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 được tổ chức tại tỉnh nào? Khánh Hòa. Lào Cai. 10 điểm cho Khánh Hòa. Là thành phần cấu tạo của chất nguyên sinh, là hợp phần quan trọng xây dựng nên các bào quan và màng sinh chất. Khánh Hòa. Cellulose. Đáp án là protein ạ. Nhân vật nào trong chữ Người Tử Tù được nhà văn Nguyễn Tuân mô tả như một thanh âm trong trẻo trên vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ? Ngọc Huy. Quán Ngục ạ. Đúng là như vậy. Dung dịch nào để lâu trong không khí có hiện tượng chuyển màu vàng nâu do bị oxy hóa? HBr, HF, HCl. Ngọc Huy. HCl. HBr. Sông nào được nhắc đến trong những câu ca dao sau của người Quảng Ngãi? Bao giờ núi ấn hết tranh, sông hết nước, anh đành xa em? Tuấn Minh. Sông Danh. Sông Chả. Thả một viên sỏi vào trong một chậu nước, nhìn từ trên xuống có cảm giác viên sỏi được nâng lên. Nguyên nhân nào khiến chúng ta có cảm giác đó? Minh Chiết. Khúc sán sáng. Chính xác. How many years are there in a millennium? Minh Chiết. 1000. Chính xác. Câu hỏi bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết 10 năm đánh Tây là của? Khánh Hòa. Nguyễn Trung Đức. 10 điểm nữa. Cầu đường bộ đường sắt nào bắc qua sông Mã từng là một trọng điểm bị bắn phá ác liệt trong chiến tranh? Khánh Hòa. Của Hàm Rồng. Đúng là như vậy. Giải Grand Slam nào là giải cuối cùng được tổ chức trong năm? Minh Chiết. Mỹ Mã Rồng. Chính xác. Các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 12 câu hỏi ở lượt thi khởi động thứ hai, và số điểm các bạn đang có lần lượt là 25, 30, 30 và 5.
Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Hãy thật thoải mái nhé. Chúng ta sẽ còn 16 câu hỏi ở vòng lượt thi khởi động thứ 3. Địa danh nào được nhắc đến trong câu ca dao sau? Trên trời có đám mây xanh ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Chính xác. Sóng vô tuyến dùng trong truyền hình là sóng cực ngắn, sóng trung hay sóng dài? Ngọc Huy. Sóng trung. Sóng cực ngắn ạ. Hai dẫn dắt tạo nên màu đỏ của cà rốt chín và cà chua chín là và lycopene. Ngọc Huy. Caroten. Chính xác. Vùng quốc gia nào là lá phổi xanh ở phía tây bắc tỉnh Phú Thọ? Xin mời Khánh Hoàng. Sùng Sơn. Chính xác. Phân giải là quá trình phân giải chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy, trong đó chất tro và nhận electron đều là chất hữu cơ. Tuấn Minh. Hiếu khí. Kỵ khí ạ. What is the abbreviation of foreign direct investment capital? Minh Triết. FDI. Đúng là như vậy. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu giải phóng nào chính thức được thành lập? Khánh Hoàng. Vịnh Bắc. Chính xác. Quốc lộ 1A không đi qua thành phố nào trong các thành phố sau? Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ? Ngọc Huy. Cần Thơ. Không có thành phố nào ạ. Bảng độ dài dây cung căng bởi cung tròn là nguồn gốc của khái niệm nào trong lượng giác? Minh Triết. Sinh. Chính xác. Tính đến năm 2023, ai là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh? Khánh Hoàng. Erling Haaland. 10 điểm. Biến dị nào di truyền được? Đột biến, thường biến, biến dị tổ hợp. Tuấn Minh. Biến dị tổ hợp. Đột biến và biến dị tổ hợp ạ. Tháp Phước Duyên, tòa tháp 7 tầng nổi tiếng của xứ Huế nằm trong ngôi chùa nào? Tuấn Minh. Chùa Thiên Mụ. Chính xác. Giữa hai cực bắc nam của một thanh 500 nằm riêng rẽ trên bàn có hiệu điện thế là bao nhiêu vôn? Ngọc Huy. Không. Đúng là như vậy. Phong trào nào hướng đến đối tượng chính là phụ nữ? Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Ba Đảm Đang, Cờ Ba Nhất. Tuấn Minh. Ba Đảm Đang. Chính xác. Nếu chia đường tròn thành 360 phần bằng nhau thì mỗi cung tròn có số đo bằng bao nhiêu độ? Tuấn Minh. Một. Đúng rồi. Nhạc sĩ nào đã phổ nhạc các ca khúc Anh ở đầu sông, Em cuối sông, Hành khúc ngày và đêm, Bóng cây cơn nia? Khánh Hoa. Phan Huỳnh Đếu. 10 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem số điểm mà họ đang sở hữu là như thế nào. Đang có 30 điểm là Tuấn Minh, sở hữu số điểm 40 là Ngọc Huy. Đang có 50 điểm là Minh Triết và tạm thời dẫn đầu với 75 điểm là Khánh Hòa. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Ở phần thi này ngày hôm nay các bạn thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 4 chữ cái và 4 từ ngang gợi ý cho các bạn là đây. Người đầu tiên lựa chọn một từ ngang, xin mời Khánh Hoàng. Em nhờ anh ấy số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 5 chữ cái. Lớp động vật nào có số lượng loài lớn nhất trong giới động vật? Câu trả lời của Khánh Hoàng, sâu bọ là câu trả lời của Minh Triết. Và sâu bọ có số lượng loài lớn nhất trong giới động vật. Xin chúc mừng Minh Triết, bạn đã có thêm một điểm 10. Bây giờ thì các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Triết. Em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 của chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 3 chữ cái. Và chúng ta chưa cần đọc câu hỏi ạ. Xin mời Ngọc Huy sẽ đưa ra câu trả lời của mình. Em nghĩ câu trả lời là muỗi ạ. Có vẻ như bạn thu thập được thông tin gì đó từ hình ảnh gợi ý của chúng tôi. Trên hình ảnh thì có vẻ là các bước phòng chống sốt xuất huyết ạ. Có chắc không ạ? Không tự tin lắm ạ. Và chúng tôi muốn nói xin chúc mừng Ngọc Huy.
Một lần nữa xin chúc mừng Ngọc Huy với câu trả lời là muỗi. Muỗi là vật trung gian truyền bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da. Và trong đó thì bệnh sốt xuất huyết lưu hành rất phổ biến. Và bệnh xảy ra quanh năm nhưng lưu hành thành dịch mạnh nhất là vào mùa mưa, vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Vì vậy chúng ta cần làm nghiêm công tác phòng ngừa, loại bỏ ao tù, nước đọng, mắc màn khi ngủ để phòng muỗi đốt. Và hình ảnh các bạn chưa kịp lật mở hết, đúng như Ngọc Huy nói, đó chính là các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Và một lần nữa xin chúc mừng Ngọc Huy Mãi Đỉnh. Và với sự xuất sắc này thì Ngọc Huy đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 90. Ba bạn thí sinh còn lại đang sở hữu những số điểm nào, chúng ta hãy cùng xem. Đang có 30 điểm là Tuấn Minh, sở hữu số điểm 60 là Minh Chiết, 75 là điểm số của Khánh Hòa. Và dẫn đầu với 90 điểm là Ngọc Huy. Lúc đó thì em cũng chưa nhận biết được nhiều, nhưng mà tại vì em thấy một góc hình ảnh là về tái chế nên là em cũng suy nghĩ tới nhựa, nhưng mà em thấy nó không liên quan nên là em không biết. Cái này không phải trung tử vì em yếu nhất phần này. Có thể đây là may mắn á. Mọi phần thi thì là những phần thi riêng biệt và mình chưa thể nói trước được điều gì. Cho nên em mong là phần thi tăng tốc là một cái phần thi mình có thể bứt phá được số điểm. Phần thi tăng tốc thì cũng là một trong những cái thế mạnh của em. Phần thi tăng tốc em nhám là sẽ đạt được hơn 100 điểm. Khả năng tăng tốc của các bạn thí sinh xuất sắc như thế nào? Người có câu trả lời cao nhất là Minh Chiết. Bạn tiếp tục là người duy nhất giành điểm 40. Cách đây ít phút thì bạn Ngọc Huy là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem khả năng tăng tốc của các bạn thí sinh xuất sắc như thế nào. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết có bao nhiêu điểm khác biệt giữa hai bức hình dưới đây. Có 3 bạn thí sinh trả lời là 2, đó chính là Tuấn Minh, Ngọc Huy và Khánh Hoàng. Người có câu trả lời khác nhất là Minh Chiết, 3 điểm. Và Minh Chiết đã tìm ra một điểm nào nhiều hơn so với các bạn còn lại? Trên mũ có một dao màu trắng khác. Ở trên tường thì có một cái phần chưa được trót vôi khác và cái găng tay thì khác màu. Như vậy là đủ khẳng định là ít nhất là có 3 điểm rồi đúng không ạ? Vâng. Thì chúc mừng Minh Chiết là người duy nhất giành điểm 40. Rất tinh mắt và điều đó cũng đã giúp Minh Chiết tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi trong phần thi này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Các bạn hãy sắp xếp các hình ảnh với loại hình nghệ thuật tương ứng. Bạn thí sinh có chung câu trả lời là CDAB, đó là Ngọc Huy, Minh Chiết và Khánh Hoàng, và Tuấn Minh lựa chọn là CDBA. Và đáp án chính xác của chúng tôi trong câu hỏi thứ 2 trong phần thi tăng tốc này đó chính là CDAB. Chúc mừng Ngọc Huy có thêm 40 điểm, Minh Chiết có thêm 30 điểm và Khánh Hoàng có thêm 20 điểm. Câu hỏi thứ 3 của các bạn như sau. Tìm các số thích hợp lần lượt điền vào dấu hỏi chấm. Lưu ý, đáp án ghi lần lượt từ trên xuống dưới. Trả lời là 3 và 9, Tuấn Minh là 2 và 9 và Khánh Hoàng là 4 và 8. Minh Chiết, vì sao lại là 3 và 9 ạ? Hiểu hệ số ở trên sẽ ra số ở hàng thứ 3 và tổng hệ số ở trên sẽ ra số ở hàng cuối. Ở mỗi cột đúng không ạ? Vâng. Như vậy đáp án cần tìm ở đây là 3 và 9. Chúc mừng Minh Chiết. Bạn tiếp tục
là người duy nhất giành điểm 40. Minh Triết đang thể hiện rất xuất sắc. Chúng ta sẽ đến với cơ hội tăng tốc thứ tư. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Đàn bầu hay độc huyền cầm? Và người trả lời nhanh nhất là... Người này chỉ mất 4 giây 8 năm. Chúc mừng Khánh Hoàng! Người giành được 30 điểm là Ngọc Huy, Tuấn Minh có 20 điểm và Minh Triết sở hữu thêm 10 điểm. Rất nhanh chóng, các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua các câu hỏi trong phần thi tăng tốc này. Và hãy cùng xem số điểm của họ đang như thế nào trước khi về đích. Sở hữu số điểm 50 là Tuấn Minh, đang có 135 điểm là Khánh Hoàng, 160 là điểm số của Ngọc Huy, và dẫn đầu với 180 điểm là Minh Triết.